Intro khá là dễ thương trong cái bài là Dead or Alive của ban nhạc Bon Jovi. Thì cái câu này các bạn đánh trên guitar điện mà để chúng ta đánh tiếng clean, chứ chúng ta không đánh cái tiếng distortion hay override. Cái này các bạn tập ở trên guitar thùng vẫn ok bình thường, cây 12, guitar thùng 12 dây các bạn nghe cũng lăng tăng. Thì trong cái câu này chúng ta áp dụng một cách khá là đơn giản. Các bạn đánh là cái dây bass là chỉ là cái dây rê thôi. Các bạn đánh dây buông rê, còn cái kia chúng ta chạy giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống từ từ, từ cái ngăn 18 cho đến cái ngăn 5. Thì cái mô típ nó khá đơn giản nhưng mà khi bạn giảm thì cũng tạo cái hiệu ứng rất là hay ha. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc đầu tiên chúng ta đánh thử từng đoạn nhỏ nhé các bạn. Đầu tiên các bạn đánh dây rê buông. Các bạn đánh dây rê buông xong, sau đó các bạn đánh vô ngay ngăn số 17 của dây 1 ha. Sau đó ngăn 18 dây 2. Các bạn lặp lại dây 1, dây 2, dây 1 ha. Thì chúng ta đánh dây buông, dây 1, dây 2, dây 1 là chúng ta có 4 nốt. Sau đó bạn đánh dây buông một lần nữa, các bạn xuống dây dưới. Tức là lúc đó chúng ta sẽ có ngăn 15 với ngăn 17. Thì sau đó bạn đánh dây buông, tức là 13 đến 15. Sau đó tới 12 đến 13. Thì từng cặp dây chúng ta có thể đánh dây buông xong ta đánh như thế này. Tức là 17, 18, 15, 17, 13, 15, 12, 13. Thì xen kẽ đầu của những câu đó ta đánh dây buông là dây rê nha các bạn. Lại câu đầu nha. Đó, thì các bạn thấy cái motif nó nghe cũng hay đúng không? Nhanh hơn tí nha. Rồi, xuống bậc dưới đây là chúng ta đang ngăn số 13 đây. Chúng ta xuống ngay ngăn 8 và 10. Ngăn 8 là nốt đô, 10 là la. Thì tương tự. Sau đó các bạn xuống ngăn 7 với ngăn 8. Bạn kéo slide từ ngăn 7 này xuống ngay ngăn 5. Sau đó đánh vô ngăn 6 là nốt pha. Lại đoạn sau nha. Ráp từ đầu nữa các bạn. Và cái câu kết thúc của nó thì các bạn thấy câu này nghe nó đã ha, nghe một country liền ha. Các bạn đánh dây buông dây năm hai lần thì các bạn bấm vô nó đô, nhưng mà đô này các bạn bend lên 1/4 cung. Sau đó các bạn đánh dây buông là nốt rê, sau đó pha rê. Sơn trưởng mình đánh từ đầu nha các bạn. Cái câu clip này cũng giúp ích cho các bạn việc luyện tập thêm về ngón nhé. Thì mình di chuyển theo từng bậc này, các bạn có thể ăn cắp ý tưởng đó để tập những cái quãng di chuyển xuống của từng cái âm dài mà các bạn yêu thích vẫn được nha. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop. Cái đàn này thì dán Les Paul nha bạn, Chambered Body, khoét bán rộng, sustain nó rất là tốt.
giá cũng chỉ có 5 triệu mấy thôi, đèn mới bảo hành 1 năm tặng kèm bộ da và hai cái bích xịn. Nhớ ủng hộ Amigo Guitar sớm nếu bạn có nhu cầu. Đăng ký subscribe kênh Guitar for Freedom và ủng hộ Đăng Khoa. Hẹn gặp trong những clip tiếp theo.